Đây, 3 nhất 3. Gần 230 mê. Xuân đi đâu bà hả? Ăn hết đâu bà? Ăn đó bạn, còn đi xin phép. Như điểm đứt ở trên này này, theo phân tích của em là nó đứt ở đây đó, bởi vì nó bị từ nhà khách hàng ở đây. À, đây là cái hộp Viettel này vòng qua đây, ở đây nó đi vắt chéo, nhưng mà cái này nó bị mất một cái dây rồi. Theo em nghĩ là nó bị đứt ở đây. Bây giờ lên để xem nó bị như nào đã. À, không phải bị đứt ở đây. Đường này trơn lắm, vừa mới hôm kia mưa.
Đây là nhà khách hàng đấy mọi người nhá. Hình như không có ai ở nhà sao? À, có người ở nhà. Với cái tình trạng mà đứt dây thuê bao này thì mọi người phải cần quan trọng nhất là một cái bút xoay quang. Còn máy đo thì cũng cần, máy đo tín hiệu thì cũng cần. Nhưng mà nó chỉ phục vụ cho anh em là mới thôi. Còn những người như kiểu bọn em này thì cũng làm lâu rồi. Thì cũng không cần máy đo lắm. Bởi vì cái đo tín hiệu này thì mình check được ở trên hệ thống hoặc là mình truy cập vào trong wifi ấy. Đây bây giờ quan trọng nhất là cái bút xoay này. Bút xoay dùng để xoay ra ngoài hộp xem nó bị đứt. Nó có thông ra ngoài hộp hay không để mình phân tích lỗi. Là lỗi dây hay là lỗi đầu phát. Đây mọi người thấy cái điểm sáng ở đây không? Đấy nó bị đứt ở ngay đây đấy. Đây là cái tình trạng mà chuột cắn dây đây này. Đấy, chuột hoặc là ở đây khả năng cao là chuột. Chuột nhắt đấy. Loại chuột nhắt. Bao mưa anh ở núi. Mưa. Đây chơi không? Đấy to nó không? Chuột cắn ở đây này. Cái này anh cũng đã chơi ở đâu không? Chuột cắn hay là mèo cắn đấy. Vâng. Đây, tín hiệu này. Mật khẩu wifi thế nó bảo rằng chịu đó anh nhận mật khẩu ạ, anh số điện thoại ấy nhé. Chờ em đây, sắp quá 24 giờ anh. Vâng, cắt xong đến nơi rồi.
Anh ơi, cái mật khẩu wifi nhà anh là gì nhỉ? Em kiểm tra cái mạng mà. 4 4 4 4 6 4 6 8. Ok anh. Speed test xem cái gói này bao tốc độ cao vậy. Đây, quay nét 3 gần 230 mb. Xuân đi đâu bà hay? Án hết đâu bà. Ăn đó bạn, còn đi xin phép. Nhân ở đây là theo phán đoán thì khả năng là chuột gặp chuột hoặc chó gặp. Đấy. Nhưng mà ở cao như vậy thì chó nó không lên được, rất có khả năng là chuột nhắt nó cắn, nó gặp dây. Nhưng mà cái dây này là dây có sợi trợ lực bằng hai sợi thép, cho nên nó không cắn được đứt dây, mà nó chỉ cắn qua cái dây sợi thủy tinh thôi, cho nên là nó dẫn đến cái tình trạng là mất tín hiệu. Đấy. Như lúc nãy phán đoán là cái dây đấy nó bị đứt, nhưng mà nó không phải đứt ở ngoài cột này mà nó là đứt ở trong nhà khách cơ. Nguyên nhân chính là chuột gặp. Đó, theo như giả thuyết thì là con chuột nó gặp. Đấy. Đấy, một cái sự cố này chỉ mất mấy phút thôi nếu mà nó đơn giản như này. Dây thì mình phải nối lại, nhưng mà ở đấy nó cách khoảng độ tầm có 30 phân, cho nên mình nối bằng độ mình cắt luôn cái đoạn đấy đi, xong mình bấm bằng cái đầu phát thôi, xong mình cắm vào cái mô đen là được. Đó. Đấy, quá trình đi xử lý